Nhật Cường được chỉ định thầu hàng loạt dự án ở Hà Nội. Nhật Cường được chỉ định thầu hàng loạt dự án. Theo thông tin giới thiệu trên website của Nhật Cường, tiền thân của họ là một trung tâm công nghệ thông tin của công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường Nhát Cuông Mobi, mới được thành lập mô hình công ty và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016. Nhưng Nhật Cường Software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp. Đặc biệt, các dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội được biết đến là mũi nhọn đột phá để Hà Nội triển khai thành phố thông minh vào năm 2020. Số vốn rót cho chương trình này lên tới cả chục nghìn tỷ đồng. Nhật Cường Software hiện đang có địa chỉ trên website tại tòa nhà HITTC, tầng 17, số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Còn công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường có địa chỉ 3941 Lý Quốc Sư, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, trên hồ sơ của Tổng cục Thuế, hai công ty này thực chất cùng đăng ký tại một địa chỉ 3941 phố Lý Quốc Sư, người đại diện cho cả hai công ty này là ông Bùi Quang Huy. Đáng chú ý, khi Hà Nội xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, Nhật Cường trúng các gói thầu triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định 6.699 trên QĐUBND với nội dung thuế dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành, phục vụ công dân, doanh nghiệp thuộc chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016 đợt 2. Điều đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục này là chỉ định thầu, và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường chính là đơn vị trúng thầu, được Hà Nội chọn mặt gửi vàng tại nhiều cuộc họp của Hà Nội. Về triển khai các dự án công trực tuyến, Nhật Cường cũng đều có mặt tham gia. Trước khi thành lập công ty Nhật Cường, doanh nghiệp này phát triển từ một cửa hàng sửa chữa điện thoại vào năm 1997. Cửa hàng Nhật Cường Mobi đầu tiên nằm ở 33 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau 14 năm thành lập và phát triển đến năm 2014, Nhật Cường Mobi đã có 10 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành Nhật Cường Service tại Hà Nội. Công ty này có 1.000 lao động trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tính tới năm 2015, Nhật Cường mở rộng với 20 cửa hàng trên toàn quốc và trở thành top 5 nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam. Theo Tuấn Nguyễn, Tiền Phong, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.